hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác, đến kênh xe đạp và mai giới thiệu tới các bác mẫu xe đua bên em mới về, Gian OCR. Thì cái mẫu Gian OCR này em đã về rất là nhiều rồi, thì đây là cái mẫu model của nó là 5500 với tông màu xanh đen. Trước đây em giới thiệu bác mẫu Gian OCR 2007 đến 3500, thì nay em về cái mẫu OCR 5500 rất là cao cấp. Và bây giờ xin cho anh em tổng giới thiệu chiếc xe. Vâng, đây là mẫu Gian model OCR 5500 với cái tông màu xanh đen. Thì những video trước đây em giới thiệu các bác về cái mẫu đời model cao thấp hơn so với mẫu OCR là mẫu OCR 3003. Thì đây là mẫu 5005 mới về bên em. Xe làm từ hợp kim nhôm Aluix SL. Nó là hợp kim nhôm cao cấp của dòng Gian, trang bị với bộ rơm sườn rất là cao cấp. Màu xanh đen. Tổng thể xem đánh giá tầm 85 đến 90% xe. Ghi đông cổ phốt được trang bị với hợp kim nhôm SL. Đó là kim nhôm cao cấp của dòng Gian. Chính hãng nguyên bản theo xe. Xe sử dụng cái bộ tay lắc chính hãng của Shimano Gradit. Bên phải em có bên tay lắc chính hãng Shimano Gradit. Đằng trước sử dụng bộ phanh 3 mảnh càng nhôm chính hãng của OCR nguyên bản theo xe. Máy của Bottega, vành chính hãng của Bottega, vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe, lốp xe ST. Đùi đĩa chính hãng của Shimano. Đùi đĩa Shimano Tuley. Gạt đĩa của Shimano Claris. Model 5005, OCR 5005. Củ đời sau củ đời Shimano Claris. Mai ơ đường sóng và mai ơ của Bottega. Vành Bottega, vành nhôm hai lớp. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Ốc yên nhôm chính hãng của xe OCR. Có cái khớp nối ở đây rất là đặc biệt. Yên của Gian chính hãng nguyên bản theo xe. Size S bây giờ trên to chỉ có đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 47. Thưa các bác, cao 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin mời anh nhắn chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Xuống lip. Vâng, chỉ có chân ruồng mật mà nhé, hầu như không có chi tiết nào cả. Bên phải em trang bị với đùi đĩa Shimano. Xuống đĩa. Hai tầng đĩa. Lên đĩa. Tổng thể xe rất là đẹp, 85-90% xe. Mẫu Gian cao cấp của dòng OCR model 5005 với tông màu xanh đen. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc model của Gian OCR mẫu model cao cấp 5005. Và xe giá rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Cũng là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mong hẹn gặp lại vào trường ngày mai.
Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.